Mình xin chào cô chú và tất cả các bạn. Chiều hôm nay mình với em Nho đi câu cá. Tại hôm nay chú Út bận công việc rồi. Chú Út hôm nay sửa mấy cái motor với giờ chỗ á, giờ cái chỗ mình đặt motor á. Không có đi với mình với Nho được. Nói chung là tính gọi sớm rồi mấy chú cháu đi làm quay ra ruộng săn bắt rồi, nhưng mà làm hoài mà nó trục chặt hoài á, thành ra rồi trễ mà giấc này chưa xong nữa. Giờ mình với em Nho ra bờ sông nè, câu cá coi có dính con nào không cả nhà ơi. Có gì chiều chiều rồi, chú Út về có dính cá rồi kêu chú Út làm món gì đó mình ăn cơm chiều rồi làm về ly chơi, tại vì công việc của chú Út thì cũng bận rộn lắm chứ không phải đi quay với mình không. Giờ em Nho đang quăng mồi xuống, hy vọng được dài em. Cứ mang hy vọng là Mang hy nha, vọng và lại thất mang vọng công cụ hoài. quá à. Bữa đó anh có xách vô mà lại anh quên. Chốt 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 nhớ cho mỏ về xe luôn rồi. Không lên luôn hả? Rồi câu cá chiều mình làm gì vậy ha chú? Chưa biết sao giờ ông chạy sao mà gớt cái mỏ về dữ hả? Lăn hết trơn luôn. Trời ơi. Bó tay, xe của chú hiệu lắm cả nhà ơi. Đó. Bằng lu bu chạy với chiếc trời xe ơi. Còn gì. Chứ mà gớt cái gì bỏ tay này cơ. Trời ơi chết thật kỳ rồi. Có chốt lại cái bộ im im mà anh ha, nó biết đâu dính cả nhà ơi. Xuống coi ơi hả, ghẻ hả, có ghẻ cả nhà ơi, coi lý ghẻ là được rồi. Dứt ui dính rồi cá bự hay gì nghe, dính đâu dạ? Dính rồi. Cảm ơn. Tiếp 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 chốt, từ từ chốt. Sao hên nếu vợ có chốt là hên nè. Cá bự nha chốt, cá này từ ký nha. Sao anh thấy nặng nặng lắm á. Mình câu đây hả? Dạ. Đỡ lẹ chốt nó hơi lăn bắt cá lên kìa. Ủa cá gì á? Ơ trời ơi nó dính kìa. Thằng ơi nó dính ở trên cái mình. Rồi, thánh thiện nó chạy sao dính luôn vậy? Còn xui nữa. Tới nữa rồi. Còn xui nữa cả nhà ơi. Dính trên lưng nữa kìa. Tới thờ con cá rồi chứ. Từ từ cha. Đè nhẹ. Coi 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 cái miệng nó có dấu không chú? Cái lưỡi kia nó dính trên kia kìa. Lưỡi này dính ở đây. Dai. Dai. Cái này dai nó không sức nổi hả? Ừ, dính vô da coi có dính miệng không? Không. Dính à? Có. Mày. Hình như nó có nè, vô miệng cái nè, nó mới quăng nè qua đây dính nó luôn à. Hay vậy? Anh tưởng cá bự không đàn. Nó đang lôi luôn. Thôi bác sĩ chích thuốc. Ê bác sĩ chích mũi thuốc. Kệ có được rồi. Mới xuống mở hàng. Có lý nha. Kìa nhìn cần kia đây đây, hồi dễ mình không thấy nữa. Ở dưới dính không? Dưới không dính con nào hết trơn. Ở dưới kia thì anh em cũng có quăng cho hết 5-6 phút rồi cả nhà. Nhưng mà cái máy nó ồn quá, rồi mình không có quay. Rồi thôi lên đây rồi. Rồi quay luôn hên, có chú Út vừa ghé dính luôn, thêm con dưới hai nữa là thấy là được hả chú? Cá đang ghẻ cần của chú Út nữa cả nhà ơi. Dính nó hay vậy đấy hả? Này luôn đi. Hồi nãy chốt. Chốt. Dạ. Hồi nãy cây nãy bị dính trưởng với con. Rồi đứt lử luôn rồi. Dính cá rồi. Đứt lử hả? Đứt lử rồi nè. Trời ơi. Hai lử đứt hết dây tới trên luôn rồi. Không có cây không gì nè. Hả? Bây giờ dân bây giờ con lử đi. Con lử luôn chứ sao giờ? Vậy là con cá này nó dính rồi. Dính. Con lử mà.
Không, ý là nãy là dính con cá rồi đó, đứt dây nhưng luôn mà rồi. Mình còn lử mà. Tóm vô đi, có hai ngày tóm. Bỏ luôn hả? Không lử. Trời ơi, cá nó dính rồi đó. Đó, anh thấy giật lên thấy gỉ là chiếu lắm mà. Ăn nữa kìa nhoi. Bình tĩnh trời. Anh qua cái thùng lũng bên đó coi. Đây nè, các bạn quen lên đây nè. Đây nè. Em câu cho anh đi, em câu hai tuần này cho anh đi, anh câu quên tuần kia thôi. Em câu đó mà cần ngày của em mới chứ. Anh Mỹ bên kia nữa. Trời ơi. Anh Mỹ đâu, anh Mỹ em hai chỗ này dính cá rồi. Dính cá rồi. Giật lên trên đó dây điện không dám được. Đó có lưỡi một hả? Lưỡi một. Lưỡi không ham. Đứt dây rồi biết sao giờ cha. Trời ơi, giúp ở đâu hả Minh? Chết cái dè luôn rồi. Gãy ngang hết dần luôn. Con nó gọi cái dè cháy xìu mà. Nương theo cục mỏi mới ra xa được. Nó khói thị lắm. Ừ. Có mấy lưỡi nha Minh. Đi đi ăn quấn quấn hả? Đi ăn cho dây dầm cho xe quấn quấn hả? Đi ăn. Đi ăn gì dính thêm con nữa cả nhà ơi. Lập lâu. Nãy giờ được có ngon nữa đó ha em. À, giờ mình đưa chú Út về giữ đằng bắt cái nồi cháo lên cả nhà ơi. Chú hay lên đem nhò dính con nữa. Không, em nói rồi. Nãy giờ có ghẻ nữa không? Chỉ là nước gồng xuống nang rồi. Vậy là được hai con. Quá ngon à. Vậy là nấu cháo có nồi cháo rồi. Có nồi cháo rồi. Hồi sớm rồi, giờ lên được hai con hả? Hai con. Hay vậy chứ con nữa là nồi cháo cũng ngọt lắm đó chốt. Hai con này cũng gần ký rồi. Hả? Bự bự không cáo bự nữa. Rồi, vậy về bắt mặt cá bẻ gáo. Giờ mình với em Nho ngồi cũng khá lâu. Anh sợ dướng lưỡi câu hay gì anh dở lên. Rồi nãy giờ mà không thấy con gì nó ghẻ hết trơn. Chiều luôn rồi. Gán neo tới chặn dạng luôn nha cả nhà. Hôm nay tối mình quay tối luôn à, ăn cháo tối luôn. Gán thì kiếm thêm một con hai con nữa cho cái nồi cháo mình nó thịt nhiều á, nó ngọt á. Chị lử đi luôn. Chốt thì về giữ đi hai rau à, rau cải đắt đó cả nhà. Thì rau cải đắt mình nhúng với cháo cá tra thì chắc khỏi chê rồi. Nãy mình mặc cái quần tà lõn á, câu hoài cũng không dính, về nhà đổi cái quần lỡ, cái quần dài dài một chút coi nó hên hơn không cũng gì. Chứ hồi giờ anh lấy anh sọt cái quần tay vô anh mặc luôn quá. Không mà có khi quần dài là dính. Khi quần dài là dính nè. Kỳ cục kia chứ, nè nó mát nó chỗ cây rồi đây nè. Bây giờ để anh em nào neo lại chút nữa nha. Yeah.
gạch dây đó. Về cả nhà ơi, ngồi chầm nãy giờ rốt cuộc có hai con nữa luôn mà trời chỉ mưa tới nữa kìa. Đó, thì nãy giờ tình hình này căng quá. Để mình lấy thành quả lên có nhiêu mình dùng nhiêu đi, chứ về mà thêm về hết bỏ vô á. Nhiêu hộp hả? Tắm mưa luôn. Hai cá bà đỡ này. Có được ba con quá. Mười bự chứ đâu nhỏ đâu. Rồi tở luôn. Ngọt cả nhà ha. Mắm rồi. Mấy chú cháu về tới nhà mưa cũng vừa tới luôn cả nhà ơi. Củ rau chốt hái để trên đó đó cả nhà. Rồi cá mặn xong rồi nè, cá dưới ớt trời tối hù luôn. Mà thêm ba con ớt hả chú? Ba con ớt bự. Ba con ớt, ba con ớt bự bút rồi đó. Rồi đó, cá đó mình chào phèn nha cho nó sạch nhớt. Quá mưa càng ngày càng lớn không chú ơi. Giờ chốt bắt đầu ấp cá cả nhà. Ấp củ hành tím. Này cá mình thái ra rồi nè. Này mèo cả nhà rồi, nấu trong nhà rồi. Quá mưa à. Quá mưa à. Đầu cổ chuốt như chuột lột rồi. Nãy giờ mới về tới. Chuột mắc mưa chứ gì chuột lột chuốt. Cháo cả nhà. Cháo mình bắt sớm giờ nè. Cũng nhự hết trơn. Nở ra nhự hết trơn. Đây, cá này ốp xong hết đó. Giờ bắt đầu mình thử cá nè. Để cá với ớt vô thử chảo luôn. Để vô cái nồi với nồi cháo bé lớn chắc ngọt dữ lắm vô ơi. Để con ra ngoài con vớt cái cải ra cái gỗ cho nó ráo mới được. Rất cả đất rồi. Cá mình thử xong nè, giờ mình đổ vô nồi cháo cả nha. Ngọt nước quá nhiều ha. Chảo luôn. Để vô nồi gì nó mới hồi nó mới ngọt dữ. Chán chán nó chảo luôn nè. Để lên bếp và nhúng cải vô nhìn mà. Để hành vô được chưa chú? Chưa để hành. Để hành là mình nêm nếm cả nha. Mình múc ra để cái bên cái nồi riêng cả nhà. Mình để lên cái bếp. Cái gì mà cũng nhiều ha chú, dính có hai con phải dính ba con chắc thôi khỏi màng ếch luôn. Đây cái rau cái đất này. Nó có hình dạng gì đó cả nhà. Để anh chung anh lên ăn chung cho mau hết bệnh mà anh ăn cháo rồi ăn cơm rồi anh no anh không lên.
Dạ ngày nay chú Út công chuyện quá, cử nước đầu à. Mà cái bơm nó hư rồi, chú Út làm tới chưa về. Về trên đường về thì cháu mình với Nho rễ câu cá được hai con về nấu cháo. Chú Út đi bẻ cái đất rồi cả nhà, nấu cháo cải đất. Thì mời cả nhà, cũng cháo cũng hoàn thành chín rồi, mà cả nhà sẽ tới dùng cha con chú cháu. Ủa, cái này mình không để gãi vô hả Út? Để cái này cái xong rồi mình nhúng vô. Có nghĩa là mình nhúng vô trong cái nồi này chứ không có để như cái rau đắng hả chú? Không, không là... Nãy anh tưởng đâu để như rau đắng nó lâu chín. Bà anh nói nó sợ, hỏi em sợ nó chín hay không. Dạ, chiều nay cũng mưa em cả nhà. Trời chú cũng lạnh. Rồi uống chừng chị rượu mấy chú cháu là cho con nhìn nhau cho ấm lòng ha. Ngủ cho ngon, người ta cũng quẩy quá cả nhà. Clip hôm nay cũng chắc cũng không có hấp dẫn hay gì, cả nhà xem cũng thông cảm chú cháu mình ha. Nói chung thì mỗi người công việc thì ai cũng có công việc hết trơn á. Tính là rồi sớm thì mấy chú cháu bữa nay cũng có cái dự tính rồi, nhưng mà giờ rồi trễ rồi, thôi mình ra xong mình câu cá có thì mình làm rồi. Rồi cả nhà thông cảm giùm em, thì cũng gắng quyết tâm tối cỡ nào cũng có clip cho cả nhà xem á. Thì hay dở thì cũng ngon không mà sao không nói gì trơn nhở? Nói gì từ sướng thì không được. Không được từ sướng. Giả thì bị ông cha không nói. Vậy thôi mình dùng từ ngon đi. Quá ngon rồi. Cái đó là cái rau cải đắt đó nha. Cải đắt à. Nướng gì nè, nó bùi, còn giòn á. Ừ. Ngon. Cá. Bằng. Nóng quá. Vô cháo làm đầu cổ nhẹp chân. Mưa mà câu mà chạy về không kịp á. Không có ảnh dơm. Rồi. Thơm một chút, cá đắt á. Đắt ngon, quá ngon. Thơm, thơm. Cái này mà phải khi mình có gắn chung với Thảo ha. Hỏi chơi luôn hả? Hết thuốc luôn, bỏ vô đây là hết thuốc luôn. Với chú ếch bắt á, bắt cũng phụ thêm mẹ cả nhà phụ thêm đi cá. Đó, nha. Làm cái bộ đầu lòng đi chú. Thấy hàng cá ít quá. Chú, con thấy tưởng ít cho mình xẻ ra thấy cũng nhiều quá mà. Quá nhiều. Cái bộ đầu lòng rồi cả nhà ơi. Rồi cái đó là phải ăn là hết ly nữa nha chú. Hết ly à. Cái đầm đó tối nay là nó mát dữ lắm đó nghe chú. Mới được để không tiêu. Ở nhà đừng hết à. Không quá. Chà khỏi kiếm. Không có liên mình tự kiếm à. Đi con nè. Dễ gì mà mình nó bỏ mò này dễ gì mà thiếu. Càng rồi. Mà thiếu là nó đây. Tối là không tiêu. Chú Út phát hiện rồi. Thơm mùi rau càng ngô. Mình thấy rồi. Đắt hả? Mời cô chú và tất cả các bạn vô dùng cháo với mấy chú cháu mình nha. Tiêu, đây xin nửa tiêu rồi. Cháo nó nhờ dữ hả chú? Nhờ chứ. Nhờ cái nó nhựa. Nói chung cái này là sức mà hỏi hết dữ. Để nhà dùng dao cái đắt nha. Ngon hơn quá canh hả? Còn mùi hơn ăn canh, canh hết mùi chút. Nó bị nhạt rồi. Nó chín quá. Mà nó lại giòn hơn. Như cháo mà muốn rau này mới đúng bài rồi. Giòn hết luôn rồi. Giờ chút ơi. Dạo này dưới quê mình nó mưa hoài cả nhà ơi. Ngày hồng như này nó mưa, mà mưa buổi chiều hết chốt. Mưa chiều.
Bữa lớn có, bữa nhỏ có như vậy nè cũng hết. Cái công chuyện làm á, làm thì cái mằng giờ chiều ở nhà mà công chuyện trời mưa quá. Công chuyện mà cũng không trông đâu đâu. Hồi nãy nước lớn lên nữa chốt. Tự nhiên nước đứng, đứng là chảy ngược cho ra, nước thì mới dính con đó. Rồi bắt đầu quay ngược trở lại, cái nước đứng đó, chảy ngược cho vô. Dính con nó lại lan xuống á, nó lan xuống á nó mới ăn á. Tính nó là thấy ngon rồi, ai ngờ nó ngon đứng chảy ngược cho lên lại. Nè thấy ăn cái lá ngon. Lá đẹp. Cá cha mình ăn cái dưới sầm á, thơm hả chú? Vô đi. Vô. Đi hai bữa nay ăn nhau vô đi ha. Bữa nay gặp bò này vô. Chúng mồi cải đất à. Mà nó thơm hơn mình nấu canh, nấu canh nó đâu có thơm dữ gì đâu. Cái độ nằm nó còn. Bái xong mà thùng hưng nha. Bái dưới sông ăn thùng bưng nè. Không. Không để cái chén mình xưa. Vậy là chốt nấu sao nấu. Tại cháo nó phải vậy, cháo là nó nấu hồi là nó đặc. Nấu lắm cái nào lắm nó cho nó nguội nhẹ là sẽ đặc đi. Nó còn nóng nó nóng hoài em không đặc. Con rồi. Cái cháo này theo tôi nghĩ cỡ 7 người ăn nó vừa. Nhưng mà cá cha mình thấy là nhiều quá. Nhiều quá. Nhưng cá cha kiếm bự cái đâu nhỏ đâu. Cá cha cũng tới thời nó rồi. Giật sảy cái bữa này rồi dính lại bữa kia. Dính đâu không dính mà dính vô lưng. Nói ông cá rồi chứ dữ. Không thêm thêm mà. Đổ vô này mình thêm chút xíu. Tại nằm ngang thành ra nó kéo quá nặng đi. Nó con cá bự. Ai ngờ đâu mà ăn cá nó bị móc ngang. Rồi. Thường thường là dính nằm ngang là nó vậy đó, bữa hổm mình anh đang câu dính con cá mày dính á. Cá rảnh. Ờ cá rảnh nha, rảnh cũng nằm ngang vậy đó cũng nó liễm nó mới ra vậy. Rồi. Mình nêm thêm đâu có gì, mình đéo nước cho lại ấy, mình nêm thêm vô vừa ăn. Chứ đập quá ăn đâu ngon cải mà. Giờ chút rồi. Sâu lên. Giót nữa. Nó màu bé thôi mà. Ly vậy. Cũng ấm bà tử à. Trời ơi nó gần rồi cho. Ba lô dừa hả chú? Của nhà Long Cẩm dùm chú Út 5 ngày nữa chú Út rảnh rồi. Qua cái nước rồi chú Út. Tôi sẽ bắt tưng bừng. Tưng bừng khói lửa. Tưng bừng. Chốt cảnh là đi rồi. Để anh em ngoài đồng luôn cả nhà ơi. Nhận cái đồ đi chốt. Quên, cháu rồi. Nhớ anh trai kia đi điện. Ơ được anh á. Được đó. Điện anh trai lên ăn cháo mà anh trai nó ờ hử rồi hử rồi anh trai mất tiêu luôn. Em quên hoài. Chúng lấy cái này bỏ nó hốt vô chén không. Này gọi là nhúng. Nhúng cải đất vô ăn giòn giòn. Cá như mình nó còn hơi nhỏ đó chứ. Mềm ha. Tại là anh sắc dạng chút nữa. Bắt đúng hàng bắt hết vậy. Nó dài ông ơi.
Bây giờ mình vô nữa cái này nữa, xin phép video vào đây tới ngày. Cái nhà video sao đây cũng khá là dài, với lại trong nhà nó cũng không có thoải mái, không có nhà thông cảm nha. Trời mưa, lý do trời mưa. Ở ngoài trước thì nó thoải mái, quay lâu lâu cho cái nhà xem phong cảnh rồi này chứ. Rồi giờ chốt qua. Giờ đây hẳn cái nhà ví dụ video sao đi. Em vô cái này nè, vô luôn ha. Chơi luôn. Chơi gì bự luôn.